Đó, đúng xu luôn rồi cả nha. Đó, xu đang ngồi đó. Đúng xu bồn cứ bộ áo màu xanh nổi lắm đó cả nha. Cái áo đó là cái áo mà mẹ tặng xu sinh nhật đó. Đúng rồi, chắc chắn là xu luôn. Vậy là lần này anh Sen cùng với chị Hiền đã tìm ra xu rồi đó cả nha. Tuy nhiên á, ở diễn biến của tập này đã xuất hiện một người bí ẩn mặc áo màu đỏ. Người này đã đứng quắt xu lại đó cả nha. Thì liệu rằng anh Sen có thể tìm được xu hay không? Thì mời cả nhà đón xem ở tập này nha. Như cả nhà có thể thấy, lúc này anh Sen cùng với chị Hiền đã tiếp cận xu từ phía sau đó cả nhà. Lúc này thì xu không hề để ý và cũng không hề biết rằng anh Sen cùng với chị Hiền đang gần gần đi tới mình. Tuy nhiên anh Sen đã tiếp cận xu đó cả nhà. Lúc này xu phát hiện ra anh Sen và đã bỏ chạy. Nhanh lên, mình phát hiện Xu là phía trước kìa. Xu, Xu, cả nhà, Xu đã thấy mình đã bỏ chạy rồi. Đúng rồi, sao mình đã chạy đi có ba là mình đã đỏ kìa. Nhanh lên, lên lắm ông, chị theo. Đúng rồi, đi theo ông. Ôi giời, Hiền ơi. Thấy không? Thấy không? Không ai. Đồ chiếc bút chấu ở trên đây. Có gì ở trên đây nè hả? Thì cả nha, rõ ràng em thấy nó chạy lên đây mà. Cả nha, không hiểu lý do tại sao mà Xu lại chạy thêm một cái bè mặc áo màu đỏ cả nha. Đúng mà có. Nhưng như mấy đứa nhỏ đi. Nói á, bè mặc quần đỏ, áo đỏ với lại quần đi. Có khi nào không? Cái bè đó là cái bè mà gọi là chuyên gọi là đi thần phục là mấy em cuốn. Là bè thần phục Xu, là Xu đi theo bè không? Chắc chắn vậy chứ, Xu đâu có đi theo người lạ đâu, bây giờ phải đi tìm đi. Bà ở trong đây nè. Bà nha. Ê rồi, mình nghi lần này á. Mình nghi lần này á là Xu gặp nguy hiểm nha. Tại vì á, hả? Xu không có đi một mình mà Xu đi thêm một cái bè mảng màu đỏ. Là vậy luôn á Hiền. Thành ra mình mới không tìm được Xu á. Vậy là đúng rồi. Có khi là hồi nãy phát hiện ra bạn kêu Xu chạy theo bả, xong rồi á là bạn ẩm Xu bạn trốn ở đâu á. Đúng rồi. Chết rồi, tại sao Xu nghe lời bạn dặn làm sao mình tìm được Xu đây? Vậy là chắc chắn á. Bạn ở quanh đâu rồi thôi. Giờ mình bạn dè mà không thể chạy nhanh được. Đi tìm tiếp đi hả? Mình đi tìm tiếp. Đó, bây giờ cố gắng đi bông tìm. Bông anh thôi đi bông. Ok. Đi tìm tiếp. Thì ơi lại nói nè. Hiền. Bây giờ á, nếu mà mình tìm Xu á rất là khó luôn. Tại vì bà đó, bà đã có cái ẩm Xu chạy rồi. Đúng bây rồi. Giờ mình chỉ cần tìm ra cái bài mà mặc áo màu đỏ là mình sẽ tìm được Xu liền thôi. Chỗ đây là chỉ có màu xanh thôi, tìm bẻ về lắm. Đúng rồi. Mặc áo đỏ đỏ mà. Hả? Bây giờ tìm bẻ sẽ tìm được Xu. Rồi nhanh lên, đi ẩm mong lên đi tìm. Đi bác. Lên, cố gắng lên. Bà ở xung quanh thôi. Đây, đây. Như hai hôm nay là mặc đồ màu đen này cả nhà, không phải đâu. Em, nãy giờ mày là ai? Em, nãy giờ em có thấy cái bài mặc áo màu đỏ này chạy qua đây không? Thấy bà trên kia kìa. Bà trên kia hả? Dạ. Lâu chưa? Mới hôm nay. Ok, chị cảm ơn em nha. Bà trên đây. Trên đây. Trên đây có nhiều chỗ trốn quá. Hỏi mấy em đây kìa. Hỏi mấy em đây coi. Ê, trên đây là cái chỗ mà là sở thú hả ai? Đúng rồi. Chết rồi. Trên kia anh thấy có một bàn mặc áo đỏ. Nhanh lên. Ok cả nhà, hành trình đang đi tìm cái bàn mặc áo màu đỏ để tìm Xu nha cả nhà. Hiền ơi, hình như trên kia có một cái bàn mặc áo màu đỏ. Hiền ơi, có một bàn mặc áo màu đỏ sao kìa? Đi thẳng lên đây, đi lên đi. Màu đỏ kìa, heo. Có một bàn màu đỏ kìa. Rồi, không, có không. Thôi mà tao phải dùng màu đỏ kìa. Đánh đi, bè nó lên. Nhưng cái màu đỏ kìa, màu đỏ sẽ nhiều lắm. Mấy bàn đỏ này, nhiều lắm. Ok cả nhà, thì hiện tại mình đã tìm được mấy người đáng nghi mặc áo đỏ cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi
tiếp cận xem thử là có phải không. Cái bé nó bằng bùng điên ai. Đúng rồi, đi bé. Đây. Không phải ai. Phải, ở luôn. Bé kia bằng điên. Cái bé này bằng bùng xanh. Ê, có một bạn bằng điên đi. Ở đây ngồi cái xe đại đại kia. Ok, đi mà tới gần gần đi. Ok cả nhà, mình vừa thấy một cái bè mặc cái bộ đồ màu đỏ rất đáng kỳ. Giờ mình sẽ tiếp cận bè. Ok, vậy thì mình tiếp cận bè như vậy. Ok. Sao rồi? Hả? Không phải đâu ai. Ai mà bị bắt xu mà lại ngồi phía dưới cái dạy không phải đâu. Đúng rồi, hợp lý. Vậy là chắc chắn là trên đây không có đâu Hiền. Ngay phía dưới kia kìa. Đó, cái chỗ mà hồi nãy mày nãy mình bỏ qua đó. Anh thấy cái chỗ đó là rất là nhiều bụi rậm. Rất là nhiều chỗ trốn luôn. Hả? Xuống đó đi. Bây giờ thả con xuống. Kêu Bông á. Bông đánh thôi đi Bông. Bông đó. Bây giờ đi theo Bông thôi. Nhanh lên ơi. Thì như mọi người cũng có thể biết, Bông á với Su á là có một cái sợi dây gắn kết với nhau. Vì vậy á, khi mà anh Sen thả Bông xuống á, là Bông có thể tìm ra vị trí chính xác mà em Su đang bị bà áo đỏ bắt. Thì liệu rằng á, Bông có dẫn anh Sen cùng với chị Hiền tới cái nơi bà đó hay không? Cả nhà, bây giờ mình sẽ đi theo Bông. Tại vì cái mũi của Bông rất là thính luôn, chắc chắn là Bông sẽ tìm được thôi. Cái nhà thì hiện tại á là Bông con đó. Đi 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 Bông kìa. Ủa sao Bông lại dẫn xuống dưới? Nào đi tiếp đi. Thì gì nữa coi. Trời ơi, xung quanh này có khi nào bạn núp ở dưới đây không ai? Không, dưới này nước mà không có núp được. Ê Bông kìa. Ê, có khi nào? Khi nào là bạn lặn dưới đây không Hiền? Không, dưới đây nước không ai lặn được đâu hai. Em Bông đâu hai? À, dưới. Bà áo đỏ kìa hai. Hiền ơi, nhanh lên. Anh mới thấy đó, bà chạy hôm nay mà. Bà đâu rồi? Lại mất dấu rồi đó hai ơi. Chuông cho cả nha. Trời, nhiều đường lắm hai con nó rỉ ra ngoài đường luôn nè. Hiền ơi, cái bà đây á, bà lùn, bà mập. Nhưng mà bà chạy nhanh lắm. Bà chạy nhanh, bà có cái khả năng nấp rất là ghê luôn. Đó, bà ngụy trang á. Mất dấu bà nữa đó cả nha. Bây giờ em nghĩ là bà không thể là ở trong đây biết được, bà sẽ phải ra ngoài. Bây giờ mình núp vào chỗ cái cổng á, mình chờ bà ra, mình chụp bà ngó cổng á. Đúng rồi, chứ bây giờ mình cứ dí bạn như thế này á, là càng dí á, là bạn càng núp, mình càng tốn sức thôi. Đúng rồi. Cả nhà, thì cuối cùng á, là mình đã biết được Su đi theo một cái bà gì màu đỏ nha cả nhà, mặc áo màu đỏ. Bây giờ mình phải canh để mình bắt cái bà đó lại mới được. Ok, đi. Ra ngoài cổng canh bà đi hai. Đi. Ok cả nhà, thì hiện tại mình cùng với em Hiền và Bông đang đứng ở trước cái cổng, nơi mà tên này muốn đi ra là phải đi ngang qua đường này. Đó, bây giờ anh em mình coi thử là khi nào tên này ra, có ẩm theo Su hay không thì mình sẽ khống chế tên này, bắt tên này lại nha cả nhà. Ê, ai? Hình như có tên nó ra rồi cả nhà, phải không? Đúng rồi cả nhà, đó. Nó chi mặt hai, nó chi mặt, nó chi mặt. Đó, em Su kìa. Tạm em Su kìa, đứng Su, đứng vô. Thôi, bây giờ á, đừng để tên này phát hiện, tên này mày phát hiện á, để tên này lặp lại tiếp tục. Chạy á. Nhưng mà làm sao mình kiếm Su đây? Ngồi xuống, ẩm xuống. Bây giờ mình coi tên này đi đâu. Đó, chứ bây giờ mình ra tên này chạy nhanh lắm, chắc chắn tên này sẽ chạy thoát thôi. Đó, cả nhà. Nó ra luôn hai. Đó, cả nhà. Sao lại đi vô con đường vắng ai? Đúng rồi, nó ẩm Su kìa. Su ơi. Bên đây. Cả nhà có thấy bà đó không? Đó, bà đã leo xuống đây nè nha. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ bám theo nha. Bám xuống đâu đi. Thấy không? Nhanh lên. Ôi, cả nhà có thấy cái điều mình đang thấy không? Cả nhà có thấy không? Đó, bà đó tại sao bà dẫn Su tới. Xong rồi ngay chỗ cái tên Grab. Mà cả nhà thấy không? Nguyên cái chỗ này nó vắng vẻ, nó không có một ai luôn. Đó, bà lại tới. Bà bỏ Su lên. Trời ơi, không một bóng người luôn mà có một tên người khác vào đây. Chết rồi, đây có phải là một cái liệu mình cả nhà ơi, mình nghĩ đây là một cái phi vụ gì đó mà bẻ vô tình á, bắt chúng sâu rồi. Mày có thấy cái điều anh đang thấy không? Đúng rồi hai. Ủa sao lại ở đây là có một bóng người rép hai? Đúng rồi, mày cái mày định chạy thét cái sao á? Mày nguyên một cái chỗ đây thì không thấy một bóng người luôn hay chưa? Khoan khoáng vậy á, mà tên này lại đem Su vô để ngay chỗ ông người rép đó. Vậy là em nguyên cái ông người rép này với lại cái bé áo đỏ đó là cùng một phi với nhau á. Mà tại sao lại bỏ lên xe? Ê, bà con bỏ tiền, bà kêu là đi kìa Hiền. Ừ vậy chắc có khi là tụi nó định di chuyển đến chỗ căn cứ hay. Ê,
đi nữa đi. Hèn, cái này gần đáp đi luôn kia. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ổng đi bằng xe, mình không chạy kịp, mình phải lấy xe thôi. Đó thì ok cả nhà, thì liệu rằng cái kẻ bắt xu này là ai và anh Sen cùng chị Hiền có thể truy đuổi được cái tên này hay không thì mời cả nhà đón xem ở tập tiếp theo nha.